chạy rồi. Còn luôn. Vẫn còn. Quá hay rồi. Quá hay chưa Sang. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với bóng chuyền học sinh. Đây là hiệp thi đấu thứ hai. Trận cầu giao lưu giữa Sang Phan Rang với lại cặp đôi tài nhỏ chú Bình Dương các bạn. Chú giữ cho tài quang các bạn. Còn bên đây thì Sang Mộc Kỳ nha. Đánh 12 điểm tới. Ở set đấu thứ nhất thì phía bên Sang Phan Rang giành chiến thắng các bạn. Đây là hiệp thi đấu thứ hai. Và điểm đầu tiên cho tài nhỏ các bạn. 1-0. Quá hay rồi. Điểm một đều. Đây là xong muốn chuyện thiên nhân nha các bạn. Toàn lạc tại điểm 2-1 mà. Chơi đi ba chơi. Điểm 2-1. Cái đồng hồ lấy đi. Lấy đi. Cây con cây 2. Cây món 2 không anh? Bóng. Như vậy là bóng ngoài không ạ? Điểm 2 đều. Tiếp tục là điểm dành cho mình xem hôm nay mà. 3-2. Sang quá kìa rồi các bạn ơi. Điểm 4-2. Quay giật cái đầu lấy đi. Quá hay rồi, vẫn còn. Quá hay luôn các bạn ơi. Quá chạy rồi. Còn luôn. Vẫn còn. Quá hay rồi. Quá hay chưa Sang. Rất tiếc là không được rồi. Bóng không qua sân các bạn ơi. Và cú bóng đẹp mắt của Sang Phan Rang. Nhưng đến pha cuối thì bóng không qua lưới rồi. Khán giả vỗ tay quá trời cho những nỗ lực cứu bóng của Sang Phan Rang nha các bạn. Quá đáng tiếc cho pha cuối của Sang nha các bạn. Tiếp tục các bạn, điểm 3-4. Và cái điểm của tài nhỏ không qua lưới các bạn. Điểm cho Sang Phan Rang 5-3.
6-3 cho Sevran. 6-3 nha các bạn. Hai đội giữa sân luôn. Sáu ba tiếp tục này, lấy nè, lấy sợ chưa, té giọt ừ làm gì nè nè vô lỗ đồng tiền lấy cái đầu thật lên ừ rồi quýnh đau, quýnh đau ba cái đồ quýnh đau tao quýnh cho chết luôn nè 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 tiếp tục rồi lấy cái giọt nè. Mày biết tao muốn cái thế gì không? Nè, tao cho qua đây lấy cái đầu nè. Rồi sao lấy? Ngoài luôn. Ngoài luôn, Tài lấy không được luôn các bạn ơi. Sang kêu Tài ra lấy mà Tài ra ngoài luôn không lấy được luôn. Không sờ được bóng. 46. Điểm số hiện tại là 46 nha các bạn. Cách biệt 2 điểm. Chồng chim, chồng chim. Chồng chim, chồng chim. Chồng chim nha các bạn. Tần quay lại với trận đấu giữa Tài Nhỏ, Chú Bình Dương và Sen Văn Rang. Điểm số hiện tại là 4-6. Rồi, lắm anh. Vô. Cũng cho chết Tài Tài. Vô. Cũng cho chết Tài Tài. Quên. Vô. Xe lô kia. Trời hay. Trời quá đẹp bạn. Pha lắc léo đẹp mắt của Sang Phan Rang. Lừa luôn cặp đôi của Tài Nhỏ với lại Chú Bình Dương các bạn. Tiếp tục mày, điểm 74. Lấy cái lỗi nhỏ. Hừ. Quýnh chó Tài Tài. Vô. Quýnh đi chó Tài Tài. Quýnh đi cho Tài Tài. Bê tắc hộp. Vô vô vô. Vô vô. 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 Vô vô. Rồi lập banh. Vô! Vô! Banh! Tao kêu banh là banh. Rồi là bóng. Như vậy bóng trong sân nha các bạn. Bóng trong sân rồi các bạn ơi. Ở đây. Bóng nhớ ngoài. Điểm 57. Tiếp tục các bạn. Điểm 57 cho Tài Chuối. Vô! Kèo này đánh 12 điểm tới nha. Không được rồi. Và điểm dành cho bên Sang Phan Rang các bạn. 8-5. Và bóng tốt của Tài Nhỏ mà. Cố gắng điểm số còn 6-8. 6-8 cho Tài Nhỏ. Trùng chạy. Vô. Vô vô vô. Vô. Rồi làm banh. Vô. 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 Ngày ra đây. Vô. Vô vô. Nếu mà cái giò. Vô. Như vậy bóng ra ngoài các bạn ơi. Điểm cho phía bên Sang Phan Rang các bạn, 96.
Lấy cái giò đổ cái đầu. Vô. Lấy cái đầu đổ cái giò. Vô. Bê tắc cái tay. Vô 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 vô. Bàn tay. Tay. Quá trời quá trời. Là chỉ có cơ đó thôi chứ làm gì có đó. Kìa ra ngoài lắm đó cái kia đổ chảy đổ luôn rồi. Vẫn là điểm thuộc về bên San Fran các bạn, 16 cách biệt 4 điểm rồi. Không. Tiếp tục là San Fran vòng đánh bóng vừa rồi của San ra ngoài các bạn, điểm 70. Quá dữ rồi các bạn. Sang giờ nổi quá trời nổi rồi các bạn. Điểm 11-7. Và đây là điểm kết thúc trận đấu dành cho phía bên San Fran các bạn. Kết thúc luôn rồi các bạn. Như vậy chung cuộc phía bên San Fran giành chiến thắng các bạn, 2 set luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.